Thiền Thông Phòng Khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ ba, ngày 20 tháng 2 năm 2024, Truyền Thông Phòng Khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy đang có mặt tại Phòng Khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Sáng hôm nay, các thầy, bệnh nhân, người nuôi đã đến phòng khám rất đông. Sau khi gặp bảo vệ làm thủ tục xong, bệnh nhân người nuôi đến nơi thờ Chúa, thờ Cha Pêrô Nguyễn Văn Tường, Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse để thắp hương cầu nguyện một ngày tốt đẹp, may mắn, bình an và được ban hồng ân từ Đức Chúa Trời. Tiếp theo, các bệnh nhân và người nuôi vận chuyển các thùng nước tinh khiết từ nhà máy sản xuất nước tinh khiết qua phòng khám đặt nơi cao ráo, khang trang để thuận tiện cho bệnh nhân lấy nước phục vụ cho việc nấu cháo nano và thảo dược nano, tạo điều kiện cho bệnh nhân chấp hành tốt các phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư của nhà nghiên cứu Cha Pêrô Nguyễn Văn Tường. Trong hôm nay, nhà thầu đã thi công hoàn thành công trình đổ bê tông vĩnh cửu, đường đi vào khu vực vệ sinh cho bệnh nhân, người nuôi đi lại thuận tiện. Công trình do gia đình cô Lượng Phạm tài trợ. Kế đến, nhà thầu đã đổ bê tông nhà để thùng nước tại phòng khám. Công trình cũng được sự tài trợ của gia đình cô Trần Thị Chiên. Ngoài ra, gia đình cô Nguyễn Phương Dung cũng đã ủng hộ gạo cho bệnh nhân đang điều trị tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy. Truyền Thông Thành Võ xin chân thành cảm ơn những tấm lòng bác ái đầy ý nghĩa của các nhà hảo tâm mạnh thường quân trong và ngoài nước. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, được sự tài trợ của gia đình anh Trung Văn Phương là bệnh nhân đã hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư từ ác tính chuyển sang lành tính để trở về với gia đình. Hôm nay, gia đình anh Phương đã tài trợ bình đun siêu tốc, nồi áp suất cho các bệnh nhân mới còn khó khăn trong cuộc sống. Truyền Thông Thành Võ thay mặt các thầy xin trân trọng tạ ơn gia đình anh Phương, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã thể hiện tấm lòng bác ái, quan tâm đến những hoàn cảnh bệnh nhân, bệnh hiểm nghèo, khó khăn trong cuộc sống. Kính thưa quý ông bà, cô chú và anh chị, cũng như thường ngày, tại nơi tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân mới của phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy cũng đang tấp nập nhận bệnh nhân mới. Các thầy phải thay nhau tổ chức tư vấn cho bệnh nhân mới. Mục tiêu là làm cho gia đình bệnh nhân và bệnh nhân làm quen với những hoạt động hàng ngày tại phòng khám, tạo sự thân thiện gần gũi hơn giữa bệnh nhân và bệnh nhân mới, đồng thời nâng cao kiến thức về công nghệ cháo nano, thảo dược nano và chấp hành các phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư của nhà nghiên cứu Cha Pêrô Nguyễn Văn Tường trong thời gian hỗ trợ điều trị tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy. Thưa cô có thể cho tụi con biết là cô họ tên gì và từ đâu đến không cô? Dạ, cảm ơn thầy. Là tôi từ ở Đồng Nai, ở giáo xứ Bùi Đệ, giáo phận Xuân Lộc, Đồng Nai. Họ tên gì cô? Tên này Trần Thị Tuyến, hôm nay 6 năm tuổi. Thưa cô, cái bệnh của cô như thế nào? Dạ, bệnh thì đầu tiên cái nguyên nhân lúc đầu ấy thì nó có triệu chứng là nó đau mỏi cái cột sống. Sau rồi là bắt đầu cái đêm hôm đấy thì ngủ dậy là bắt đầu nó co cái đầu gối nó đau lắm, không ngồi được. Ngồi được bắt đầu là toàn thân thể nó đau, không có xương, đau kiểu mục. Khi điều trị ở bệnh viện tỉnh Lâm Đồng thì bác sĩ kết luận là bị viêm đa khớp cấp tính, rồi chuyển về bệnh viện huyện 6 tháng thì chữa tây y thì cứ chiếc cái minoxidil vào ngày 2 mũi, uống thuốc 3 lần thì bắt đầu suy thận. Nó suy thận rồi chuyển sang phục hồi khoa phục hồi chức năng thì ở đấy 6 tháng. Rồi tháng thì bệnh nó không có đỡ, không có gì hết, nó càng ngày nó càng nặng, xương tốt nó cứng. Mới đến bệnh viện thì còn đi được, vì sau thì chẳng đi được nữa và nó cứ cảm thấy nó mục. Chúng tôi cho biết bệnh tình của em, ở nhà giá em như thế nào? Mười mấy năm về trước nó mổ u nang tử cung mà bệnh viện kia nó quá trị, nó không quá trị thì nó nghĩ là nó có đầy đủ sức khỏe, di căn trong mình chứ không phải di căn cái chỗ mổ. Đó là vậy đấy, di căn trốn di căn rồi. Cái cách trị hồi nào giờ đâu kể cho con nghe coi. Đâu có trị gì đâu, rồi đi bệnh viện kêu nhập viện, rồi cái thấy gần Tết nó hẹn để qua Tết, rồi cái thời gian đó là để đi hút thuốc nam.
không có khả năng để điều trị á. Thành ra hốt thuốc nam uống tới giờ thì mới nhớ lại mẹ em nó chỉ xuống như này. Là không có... có người khác không biết, mới biết nơi này phải không? Không, ở nhà biết. Ở nhà biết nhưng mà không có nghĩ là đi xuống tới cái này. Tại vì uống thuốc nam mà hơn nửa tháng rồi mà thấy nó cũng giảm bớt cái đau nhất. Thành ra bây giờ ngưng cái thuốc của ở Châu Đốc. Bây giờ ngưng nhận qua giờ rồi, thành ra bữa nay mới đưa nó xuống đây. Rồi sáng trước khi đi á là có mời cha rồi lợi sức dầu cho mình chuối cho nó rồi hết đầy đủ khác đó rồi. Sao thấy mệt vậy? Đó, nó ho là nó mệt vậy á. Thường ngày bị vậy không? Cũng có vậy á, nhưng mà cái này là giảm bớt ho nhiều rồi. Cái lúc trước ho nhiều lắm. Rồi là cô, tức là bây giờ ý nguyện của cô với cô Tổng là muốn như thế nào? Muốn cũng như là xin ở đây rồi cho nhập ở đây để điều trị thuốc được lúc nào hay lúc đó. Cũng như nhờ ông Chúa ban phước lành cho nó. Nếu Chúa cứu sống nó thì cho nó sống, cho nó khỏe. Còn nếu mà không Chúa không ra ấy thì Chúa rước đi cho nó một cách thảnh hơi, cho nó khỏe con người nữa. Để cho nó đau đớn. Năm về trước là cái vụ gì? Mười mấy năm về trước là nó mổ u nang buồng trứng. Mà khi mổ rồi là người ta kêu quá trị, nó không chịu quá trị á. Thời gian mổ là nó không có quá trị tới giờ luôn. Thành ra để kéo dài lâu quá, bây giờ như nó đề kháng nó yếu. Rồi nó phát bệnh ra là cái di căn. Cô có thể kể hoàn cảnh của cô không? Hoàn cảnh cô cũng bé. Hoàn cảnh nó có hai vợ chồng, nó không có chồng không có con, mà mướn ở dưới cái ô cầu thang với chung cư. Chứ không có nhà cửa gì hết. Mấy chị em ai cũng khổ sở đó. Ai cũng khổ. Thường ngày sống như thế nào? Ngày là nó bán quán cà phê trước cửa. Rồi còn chồng thì ai kêu làm gì thì làm cái đó. Mà từ hôm bệnh tới giờ không có bán. Không có con cái gì hả? Không có con cái gì hết trơn. Năm nay cũng cao tuổi rồi mà. Năm nay nó 68 tuổi á. Rồi ông bác ở nhà, tức là chị chồng của cô đó đó. Nó thằng đó đó. Cũng theo xuống vậy phải không? Theo xuống vậy, nó nếu ở đây nhận bệnh nó thì ở đây thằng này nuôi. Ngày đăng ký nó nuôi với nhà chị em. Ai cũng khó khăn nó đi làm đi kiếm. Tôi cũng đang đi làm ở Tuốt Bình Dương á. Rồi điện kêu về á. Con ở khắp muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh.
hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Để niềm tin đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời.
con ở khắp muôn nơi, mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa. Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi Cầu Ngang Duyên Hải, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám cha Tường yêu thương cho không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo, sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa, chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km, chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó, theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp, nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn. Nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào. Chúng con mừng quá cha.